Growlithe và Arcanine là dòng Pokemon hệ lửa được giới thiệu từ thế hệ đầu tiên của Pokemon và là những Pokemon rất được các fan yêu thích, từ ngoại hình cho đến khả năng chiến đấu. Thông tin cơ bản trong Pokédex của Arcanine là Pokemon huyền thoại và trong quá khứ nó đã từng được dự định để làm Pokemon huyền thoại thật. Bản game Pokemon Legend Arceus đã mang đến hình dạng mới cho gia đình này với song hệ là lửa và đá. Một chi tiết khá thú vị là chỉ có phần sừng của Hisuian Growlithe có cấu tạo bằng đá và chiếc sừng này rất là dễ vỡ. Có thể vì nguyên nhân này cho nên dần dần loài Growlithe mới mất dần đi chiếc sừng và trở thành như ngày nay và kéo theo cả dạng tiến hóa của chúng cũng giảm số lượng theo thời gian chăng? Hoặc là bởi vì cái loài Pokemon này sẽ bất tỉnh nhân sự khi dính một ngón chân vào mặt đất hay là mặt nước cho nên chúng nó mới biến mất dần như vậy. Đúng rồi đấy, song hệ lửa và đá cực kỳ tệ hại ở mặt phòng thủ khi bị nhận gấp 4 lần sát thương từ những hai hệ là đất và nước, thậm chí là hai hệ cực kỳ thông dụng luôn. Ngoài ra nó còn nhận gấp đôi sát thương từ hệ đá và giác đấu. Mặc dù những hệ nó kháng được cũng không phải là ít như là thường, bay, độc, bọ, băng và tiên và kháng rất mạnh hệ lửa, nhưng tôi tin là gần này vẫn chưa thấm vào đâu được so với hai cái nhược điểm chết người kia. Về mặt công kích, những chiêu thức của hệ lửa và đá có thể khắc chế được rất nhiều và chỉ bị kháng bởi 35 Pokemon thôi. Nếu như một Pokemon có khả năng công kích tốt, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn được đối thủ thì vẫn có thể không cần quan tâm đến những điểm yếu. Đấy là bình thường thì tôi sẽ nói thế, chứ trong trường hợp này thì Aqua Jet vẫn là một mối nguy hiểm siêu to khổng lồ và có thể học được bởi rất nhiều Pokemon. Trước đây chúng ta đã có một số Pokemon với song hệ lửa đá này là Makago, Kako và dạng tiến hóa của nó là Colossal. Trong đó thì Makago là một Pokemon siêu dở tệ đến mức việc nó có thể học được Shell Smash cũng không thể cứu vãn được song hệ phòng thủ siêu dởm này. Còn Colossal sở hữu một đặc tính siêu bá và một dạng Gigantamax cũng cực kỳ đáng gờm, cho nên nó có thể vượt lên điểm yếu bằng một số combo nhất định. Tuy nhiên khá chắc kèo là khi mà lên Gen 9 sẽ không còn Gigantamax nữa, nên cứ xác định là cả cái con Colossal này cũng sẽ chuẩn bị ra chuồng gà đi là vừa. Nào, với trường hợp của Hisuian Arcanine, nó có tốc độ cơ bản vẫn dưới 100 nên cũng chỉ thuộc hàng khá thôi và vẫn chậm hơn dạng Arcanine ở Kanto. Vốn Arcanine được coi là một Pokemon khá trâu và có thể gây sát thương tốt, nhưng sau một vài meta xuất hiện nhiều Pokemon mạnh hơn thì nó chỉ còn là khá trâu thôi và thường được build theo lối phòng thủ. Nhiệm vụ của nó đa phần là kiểm soát chỉ số của đội bạn bằng Intimidate, Snarl hay là Will-O-Wisp. Và khi chơi theo kiểu phòng thủ như thế này thì anh em sẽ muốn có một song hệ ít điểm yếu hơn. Ngay cả khi đấy thì nó vẫn chỉ là một phiên bản lởm hơn của Incineroar mà thôi. Hisuian Arcanine thì chắc chắn không thể thủ được rồi, mà sẽ tập trung toàn bộ vào công kích với Choice Scarf hoặc là Choice Band. Khi đó thì bộ chiêu thức của nó ví dụ sẽ là Flare Blitz, Stone Edge hoặc là Rock Slide, thêm Play Rough và có thể cả Extreme Speed nữa. Thực sự thì tôi cũng không chắc là con này nó có học được Extreme Speed hay không, nhưng đây kiểu như là bản sắc của Arcanine rồi, mà tôi cũng thực sự mong là nó có. Chiêu thức mới của Hisuian Arcanine là Raging Fury, không hẳn là độc quyền bởi vì cả con Infernape cũng có thể học được chiêu này. Đây là phiên bản hệ lửa của Petodance và Outrage. Ở trong game Arceus này thì tất cả những chiêu đấy đều bị giảm sức mạnh xuống còn 90 và 85% độ chính xác bởi vì nó không có hiệu ứng hỗn loạn mà thay bằng một hiệu ứng khác là cố định chiêu, sẽ khiến cho Pokemon đánh mạnh hơn và ăn đòn cũng đau hơn chừng nào nó còn dùng một chiêu này. Tôi cũng không biết liệu lên Gen 9 họ có thay đổi cơ chế của những chiêu này theo bản Arceus hay không, nhưng hiện giờ mình cứ coi như là không đi, thì khi đấy nó sẽ có sức mạnh thật sự là 120 và 100% độ chính xác, sẽ phải dùng liên tiếp 2 đến 3 lượt và sau đó rơi vào trạng thái hỗn loạn. Khi bị hỗn loạn thì nó sẽ có 30% khả năng tự vả vào mặt mình thay vì tấn công. Đây là một chiêu cực kỳ mạnh nhưng mà tôi vẫn sẽ ưu tiên dùng Flare Blitz, bởi vì một khi dùng chiêu Racing Fury này anh em sẽ không thể rút Pokemon về được nữa. Đồng thời đối thủ sẽ đoán biết được là anh em sẽ phải dùng lại chiêu đấy nên sẽ dễ dàng để đối phó hơn. Đúng là chiêu Outrage nó phổ biến thật, nhưng xét lại thì những Pokemon sử dụng chiêu đấy hầu như là những con á thần siêu khủng có setup mạnh như là Dragon Dance hay là Sword Dance. Hệ dầu nó lại ít bị kháng hơn nhiều so với hệ lửa cho nên chúng nó càn quét cũng dễ dàng hơn nữa. Khi mà chúng ta xét về đặc điểm của hệ đá thì chiêu thức của hệ này rất là hay trượt, nhưng mà cũng không ngăn cản được chiêu Rock Slide trở nên cực kỳ phổ biến trong đấu đôi. Một Pokemon mà vừa có Intimidate lại vừa có Rock Slide thì có lẽ sẽ tỏa sáng trong cái hình thức thi đấu này. Và đó là con Landorus, không những có hai thứ trên mà còn có cả U-turn, Sword Dance và miễn nhiễm được hai hệ nữa.
Mong đợi gì khi mà anh em so sánh với một trong những Pokemon thành công nhất mọi thời đại cơ chứ? Đúng lại, theo như quy chuẩn bây giờ thì Hisuian Arcanine không hề có cửa để thể hiện được trong những hạng mục cao và trung bình. Nhưng vẫn còn hy vọng cho những ai thích Pokemon này. Đó là vì chúng ta chưa biết được cơ chế chiến đấu của Gen 9 nó sẽ ra làm sao. Có thể lấy ngay ví dụ từ con Colossal, nó mạnh là bởi vì có Dynamax, đúng không? Ai mà biết được, có khi Legend 9 lại mọc lên một cái trang bị gì đấy để giúp cho những Pokemon nhiều điểm yếu như Hisuian Arcanine chẳng hạn. Những điều bất ngờ là luôn có thể xảy ra, và có thể video này của tôi sẽ lỗi thời rất nhanh chóng, nhưng đấy có khi lại là một điều tốt. Cảm ơn anh em đã dành thời gian cho video này. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nốt những Pokemon của vùng Hisui ít nhất là trước khi Gen 9 ra mắt. Đấy là cái điều mà tôi định nói ở video trước đấy, nhưng mà render là bị thiếu, cho nên bây giờ tôi nói lại ở đây. Ok, hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo nhé. Peace.